thì là một cái cảnh mà quý bạn sẽ thấy cá koi nó tới mùa sinh nở đó, nó rượt nhau, nó quấn nhau kinh hoàng, rồi nó đẻ ra trứng. Trứng nó thì nếu mà mình không vớt ra khỏi thì nó ăn hết, cá toàn bộ nó ăn. Rồi mình vớt ra mình để chừng lâu 7 ngày thì nó nở ra cá con. Cho trứng nó dính vào thì nó văng ra, nó dính vào những bao ni lông, rồi ta vớt cái bao ni lông đó là đem bỏ vô trong một cái chậu, trong một cái chỗ khác. Còn những cái trứng mà nó còn nằm ở trong này đó là nó tìm nó ăn hết. Nghe tiếng người quậy chạy lung tung. Rượt nhau, nó ép nhau, cá nó ép. Trứng nó văng ra, thấy trứng nó nhỏ nhỏ nó văng ra. Khi mà nó cá nó ép nhau, nó tiết ra một cái chất không biết là tại sao mà thành nước đang trong thành đục và có bọt rất là nhiều. Nó tiết ra một cái chất đó để văng trứng ra. Nước nó đục ra,
đây là những cái trứng, những cái trứng mà nó dính vào trong cái đó, trứng này, trứng, trứng nó dính vào trong cái bao ni lông đó. Những cái trứng này đó thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái thùng, một cái chỗ cát để nó sẽ nở ra toàn bộ những cái trứng nó dính vô. Loài cá mà nó ép nhau để mà sanh ra trứng rồi để mà nối dòng dõi đó, nó khác với con người rất là nhiều. Thường thường đó là từ tháng này, tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cá coi nó ép nhau, nó truyền giống. Hàng năm như vậy mà cái tỷ lệ mà nó ra trứng thì hàng vạn, hàng triệu cái trứng, nhưng mà khi mà ta cho nó nở ra thì cũng rất là khó mà bảo toàn cái cá con. Tỷ lệ mà nó chết là phải là 90%.